Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đây là một đám cưới ở quê hương Nga Nhân chúng tôi. Vâng, và đây là thuộc địa bàn xóm chợ, gọi là chợ Thi Nga Nhân, Nga Sơn, Thanh Hóa. Và gia đình ông bà Phú Bời có cho con gái đi lấy chồng tận Hà Tây. Và hôm nay có mời xóm làng, anh em đến để chung vui ly rượu. Vâng, và không những chung vui ly rượu mà đây có rất nhiều món ngon. Vâng, thứ nhất là thịt bò xào này. Vâng, mùi thơm, rất là thơm. Và thứ hai là tôm hấp. Vâng, món tiếp theo là món thịt gà, rất là quen thuộc ở quê hương Nga Sơn chúng tôi. Vâng, tiếp đến là món mực, đây món gọi là món mực trứng, cũng là chế biến theo kiểu hấp, hấp gừng. Đây đây. Cắt răng ra nó quát thành kia cái. Còn đây là lươn om. Ngon không? Lươn om chuối vị nhá. Ngon không? Có cầm lấy chén luôn. Cầm lấy. Vâng, và tiếp theo là món thịt chê, đây là gọi là dê bóp. Còn này là thịt gà lá chanh nhưng chưa có lá chanh. Vâng, có cuối cùng là món măng này. Vâng, măng nấu. Và ngoài ra là còn cá, có cả xôi, bánh dài. Rau luôn. Đậu luôn. Vâng, và hôm nay anh em tôi đi hơi muộn nên phải ngồi với mấy chị. Vì vậy mà có lẽ chúng tôi uống rượu không được nhiều mấy. Ăn được nhiều hơn. Chết. Vâng, và bên trong quan khách rất là đông. Bắn nhanh. Chuẩn. Vâng anh nha, anh thật anh nói to quá đấy. Làm dồ trẻ mông to, chạy mất dép nó. Vâng, và đây là cổng chợ Thi nhá, quý vị nhá. Vâng, đang làm rất là đẹp. Bác quay xong rồi, quay lại cái mâm hết. Vâng, và tôi cũng chỉ tranh thủ vài phút thôi, không nói như các em là quay xong là quay lại hết, chị em ra về hết đi là tôi lại như đói. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn nha. Ơi.